Ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vì Covid-19, nhưng những hình ảnh cuối đời của nữ ca sĩ đã không khỏi khiến nhiều người nghẹn ngào. Hình ảnh nhiệt huyết của nữ ca sĩ Phi Nhung trong những ngày đi nấu đồ ăn từ thiện đã nhận được sự cảm phục mạnh mẽ từ đông đảo người hâm mộ. Trước khi mắc bệnh, ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đi làm từ thiện, phát đồ ăn cứu trợ. Giữa lúc Thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh Covid-19, nữ ca sĩ đã liên tục tham gia vào việc giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Những hình ảnh đó đã được rất nhiều người chia sẻ lại, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với những việc làm này của ca sĩ Phi Nhung. Đại diện nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân chính thức, Phi Nhung đã hoàn thành sứ mệnh thiên thần. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi, chỉ khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm đồng nhiệt của bạn bè đồng nghiệp, của khán giả. Không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung vẫn mãi mãi là một ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người với hành trình thiện nguyện, giúp người, giúp đời. Điều khiến khán giả lo lắng nhất hiện tại là 23 đứa trẻ mồ côi mà nữ ca sĩ Nhật nuôi sẽ ra sao trong những ngày vắng mẹ.